đừng khóc, trái tim của anh đau lắm. Anh chỉ muốn trên đôi môi em nở nụ cười xinh. Cuộc đời nhiều sóng gió, đừng lo có anh đây mà. Ngày dài sẽ chóng qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt. Từ nay mãi về sau, và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Từ nay nước mắt em chẳng cần tự lau, vì đã có anh ở phía sau em này. Một tay để ôm em, một tay để lau nước mắt. Cầm tay anh em nhé, đừng lo tháng năm sau này. Mạnh mẽ mãi làm chi, là con gái cũng phải yêu mến. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt. Từ nay mãi về sau, và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Giờ lần cuối mày trả không? Nếu không kịp trả vốn thì trả tao hết tiền rồi. Làm gì vậy? Anh giết tôi! Sao? Tỉnh đi tụi con. Tụi con đừng có sợ, có bà ngoại đây nè. Nè, vừa phải thôi nha. Làm bậy là tụi tao không ăn đó. Được, mày ngon. Thôi thôi, hai chú nè, trả tiền lời thôi đúng không? 16 triệu. Được, tôi trả. Lẹ ba. Mẹ ơi. Ủa? Có chuyện gì vậy mẹ? Hai thứ. Mẹ con sợ không mẹ? Mấy chú đòi nợ gì Út? Gì Út? Có đi mà. Đừng mà. Ngu. Tao đã nói tụi nó gạt tao mà. Tự nhiên hứa trả nợ, rồi bây giờ tiền đâu mà trả? Tiền đâu mà trả thì mẹ tự tính đi. Con chán sống trong căn nhà này lắm rồi. Con đi cho mẹ tự do cờ bạc nhậu nhẹt gì đó. Con không muốn dính líu, con không muốn quan tâm nữa. Nói chuyện với mẹ như vậy hả? Tao là mẹ của mày đó. Con xin lỗi mẹ, nhưng đây không phải lần đầu tiên mẹ mang nợ vì cờ bạc. Mà chuyện lặp đi lặp lại khiến cho gia đình của mình tán gia bại sản rồi mẹ. Mất vậy. Dạ. Mẹ có dạy con ngày nào đâu mẹ. Mẹ nhìn lại mẹ đi. Ngoài cái chuyện cờ bạc nợ đừng ra, giúp con được cái gì? Không gì hết. Mày suốt ngày long nhong ngoài đường, mẹ nhà một mình buồn nên mẹ đánh bài cho đỡ buồn. Nhưng mẹ có nói với mày á là đi kiếm công chuyện gì làm đi, mày không có chịu. Suốt ngày đờn ca hát sướng. Mẹ hỏi mày, cái nghề này có nuôi mày một ngày một bữa nào không? Nuôi được hay không mày không cần quan tâm. Đây là đam mê của con. Ít ra cái đam mê này không mang lại nợ nần khiến cho gia đình của mình tán gia bại sản. Tháng sao trả đúng hẹn nha mày? Tụi tao không rảnh mà đòi mày hoài nha mày. Là ăn quặng mày liệu hồn á. Tôi biết rồi. Đi mày. Không sao đâu, người ta đi rồi con. Lớn rồi mà chỉ biết yêu đương gây nợ, suốt ngày chỉ biết báo hại gia đình. Nè, mai mốt anh Phong mà nổi tiếng á, em trả lại cho mẹ gấp 3 lần được chưa? Gấp 3 lần của cô không biết tới mùa trăng năm nào. Chỉ biết bây giờ cô báo mẹ hết mấy trăm triệu rồi đó. Nhưng cái đó là tiền của mẹ, cũng phải tiền của chị đâu mà chị xía vô hoài vậy? Hai đứa thôi đi. Có hai đứa nhỏ vậy mà cứ gây gỗ hoài hả? Hai người thôi đi. Hôm nay là sinh nhật của mẹ đó. Đúng rồi đó. Hôm nay là ngày vui. Hay là mình ăn tiệc trước đi, rồi mọi chuyện tính sau. Mẹ cho con xin lỗi nha. Mẹ đừng có giận con nghe mẹ. Để con gọi người ta ship liền cho mình cái bánh kem mới được không mẹ? Bà ngoại ơi, bà ngoại đừng có buồn nữa nha bà ngoại. Để tụi con đặt bánh kem khác cho bà ngoại nha. Bà ngoại ơi, bà ngoại cười lên đi bà ngoại. Ngoại cười rồi nè. Ngoại cũng đã thổi bánh kem rồi đó. Thôi bây giờ cả nhà mình nhập tiệc nghe. Dạ. Ủa, chị hai mua thêm vịt quay hả? Là chú Thành đó. Chú mua để tặng sinh nhật Dân. Ủa mà ông ơi, tại sao ông đi sinh nhật của bà ngoại mà tại sao ông lại tặng quà sinh nhật bà vịt quay? Cô giáo con nói đi sinh nhật là phải tặng quà chứ. Dạ đúng rồi đó. Người ta đi sinh nhật thì người ta tặng hoa hoặc là tặng quà thôi. Con chưa bao giờ thấy ai đi sinh nhật mà tặng vịt quay hết đó không? Tại vì ông không biết bà ngoại con thích quà gì. Lỡ mua quà rồi cái bà ngoại con không thích, không xài, bỏ đi thì uổng. Cho nên ông mua vịt quay, ai cũng ăn được. Dạ. Tại vì ông Thành là bạn của bà ngoại. Mà quà của bạn bè mình á, thì cái gì cũng quý hết trơn á. Bởi vì đó là tấm lòng của bạn mình, đúng không? Dạ đúng. Chị ba, chị kêu chú Thành quá hả? Cái này là tiệc thân mật gia đình mà, kêu chú qua làm chi? Bày đặt giấu giếm, không chịu bàn trước. Thì chú Thành cũng giúp đỡ mẹ với tụi mình từ nhỏ tới giờ, chứ có phải người lạ đâu. Mà hồi đó, em có nghe nói á, dì Hà cũng gọi chú Thành về Long An ở luôn để tiện chăm lo cho trang trại. Mà chắc là hả, không muốn xa mẹ, cho nên nó cứ đi đi về hoài à. Mà làm gì có ai thật lòng đợi mẹ suốt mấy chục năm chờ như vậy, đúng không dì Hai? Đúng không Tú? Dù sao bây giờ tụi mình cũng đã lớn hết rồi. Hai người đừng có làm giống như là hồi còn nhỏ nữa. Hay là chút nữa ba đứa tụi mình nói vào cho chú Thành đi. Biết đâu á, có tụi mình nói vào á, chú Thành á sẽ có đủ can đảm để mà bày tỏ tình cảm với mẹ sao? Được không? Hả? Em đã nói rồi, mẹ chỉ cần tụi mình là đủ. Em cũng không có nhu cầu có thêm ba dượng để dành mẹ với em. Cuộc sống của mẹ đang vui vẻ hạnh phúc lắm, không cần thêm ai hết. Em đừng có bày thêm chuyện. Thì không chịu thì thôi. Bưng ra ngoài đi, chị lên lầu lấy quà. Chị Hai, cái tiền mà bộ trang sức của mẹ cho em mượn đỡ nha, khi nào có tiền trả lại cho. Tiền lương hàng tháng còn không đủ xài nữa, thà cho luôn chứ đỡ mất công phải đòi. Trời, thì cái đó cũng cho mẹ mà. Em có lấy của cho riêng em đâu mà ăn nói kỳ cục vậy. Tuần xem đi xin việc á, biết đâu được lương lúc đó còn cao hơn lương của chị. Chị đừng có lên mặt vậy. Em nghỉ việc nữa hả? Thì làm đó có tương lai đâu, lương thấp chủm. Rồi cái bà chủ thì hắc ám, em ở đó phí tài năng lắm. Một năm nghỉ việc mấy lần, biết khi nào mới ổn định đây. Nhưng mà cái đó là chuyện của em nha. Thôi ăn sinh nhật của mẹ mà. Mẹ nghe thấy bây giờ đừng có cãi nhau nữa. Ba đứa con tặng mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con chúc mẹ lúc nào cũng hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ. Con chúc mẹ thiệt là nhiều sức khỏe, sống lâu với tụi con nha. Mẹ cảm ơn ba và em con. Ủa mà bà ngoại ơi, bà ngoại thổi nến á, bà ngoại ước cái gì vậy? Cái đó là bí mật mà, đâu có được nói ra đâu. À, em quên. Dạ, tụi con không biết là mẹ ước gì, nhưng mà ba tụi con đều có chung một điều ước, đó là mẹ đừng có làm việc nhiều quá được không mẹ? Mẹ nghỉ bán cơm đi, ở nhà nghỉ ngơi, ba tụi con lo được cho mẹ mà. Dạ, con thấy chị hai nói đúng đó mẹ. Mẹ, hay là mẹ nghỉ đi mẹ. Bà ngoại ơi, hay là bà ngoại nghỉ bán cơm đi. Tại vì bà nội hay nói bà ngoại nghèo nên mới đi bán cơm á. Dạ đúng rồi, bà nội thích những người bán kim cương lắm luôn á bà ngoại. Bà ngoại chỉ thích bán cơm. Nếu như bà ngoại không bán cơm á thì làm sao có cơm để cho mọi người ăn. Làm cái gì cũng được hết, miễn là mình làm điều tốt, giúp ích cho mọi người thì nghề nào cũng tốt hết nha con. Dạ. Đúng rồi đó tụi con, nghề nào cũng đáng trân trọng hết. Nhờ bà ngoại tụi con bán cơm cho nên các cô các chú có cơm ăn, có sức khỏe để mà đi làm tiếp đó con. Dạ. Mẹ biết tụi con thương mẹ, nhưng bây giờ mẹ vẫn còn khỏe, cứ để cho mẹ bán cơm đi, chứ bác mẹ ở nhà hoài chán lắm. Mẹ biết sức khỏe của mẹ mà, tụi con đừng có lo nha. Hay là mình chụp vài tấm hình kỷ niệm nghe. Dạ. Dạ. Chỗ này tốt. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa nè? Ai, chụp nha. Rồi, tươi lên nè. 2, 3. Rồi, tạo dáng đi nè. 2, 3. Rồi, một kiểu nữa nha. Kiểu nữa nè. 2, 3. Rồi, để chú Thành gửi cho mẹ, rồi mẹ gửi cho mọi người nha. Dạ. Ủa mà ông ơi, sao ông không vô chụp với bà ngoại với hai dì? Với mẹ với tụi con nữa. Dạ đúng rồi đó, mọi người chụp hết rồi mà sao không vô? Hai đứa ông chụp bằng điện thoại mà, đâu có thợ đứng đó đâu. Ông Thành mà vô đây á thì đâu có ai chụp ở nhà mình đúng không? Nhưng mà có ông thì sẽ vui hơn á. Thôi, ông cũng không thích chụp hình đâu. Thôi chắc cả nhà mình nhập tiệc đi nha. Rồi, cả nhà mình ăn đi. Dạ. 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 Rồi, ngồi đi mấy đứa. Dạ, mời bà, mời ông, con mời mẹ, con mời dì hai, con mời dì Út ăn cơm. Dạ. Mình ăn cơm đi. Dạ. Rồi, ăn vịt quay của ông Thành mua thử coi ngon không nè. À, đây, nóng nè. Dạ, con cảm ơn ông. Rồi. Sam nè, đây. Dạ, rồi. Cảm ơn ông. Bà ngoại nè, bà ngoại. Đây, rồi. Ăn đi tụi con. Dạ, dạ, dạ. Mời chú Thành. Ừ, rồi. Em nghe là chị Xuyến, có gì không chị? Cô Nguyệt ơi, bà chủ đòi đổi làm tiệc nướng ngoài trời mà tôi sắp xếp. Bà chủ la, nói tôi biết làm. Bà chủ kêu tôi gọi, kêu cô về liền á. Đưa đây, đưa tôi nói chuyện với nó. Còn Xuyến nó quê mùa lắm, nó không biết gì cái tiệc này hết trơn á. Con về liền đi, để nó bài biện một hồi là người ta cười vô đầu đó. Dạ mẹ, nhưng mà con... Sao đây? Nhờ giả có chút xíu à, mà cũng làm khó nữa. Con có về hay không? Hay là để cho người ta cười gia đình mình? Dạ con biết rồi, vậy con về liền nha mẹ. Gì? Vụ gì nữa đây? Mẹ chồng em đổi ý làm tiệc nướng ở ngoài trời mà chị Xuyến á, chị không biết làm, cho nên kêu em về để sắp xếp. Hay là em để Sam với Nấm ở lại đây chơi rồi ngủ lại qua đêm, có gì sáng mai á em qua đón hai đứa. Hai đứa. Dạ được. Được. Rõ ràng là bà đang kiếm chuyện. Bà thừa biết bữa nay là sinh nhật của mẹ mà. Tại sao lại gọi em về như vậy chứ? Em trả lời lại đi. Nói là không về. Bà thích thì ra nhà hàng đầy đủ tiện nghi. Còn nếu không dám trả lời thì đưa đây chị nói cho. Ừ, đúng rồi, nó để hai nói đi. Mắc gì mà mình phải sợ nhà đó. Thôi tụi con, để cho Nguyệt nó về đi. Lời qua tiếng lại hoài không hay đâu. Dù sao thì mình cũng chụp hình xong hết rồi. Dạ. Thôi, coi Sam với Nắm ngủ với bà ngoại là bà ngoại vui lắm rồi ha. Dạ. Dạ. Thôi, thôi con về đi. Dạ. Vậy thế mẹ, thế chú Thành con về. Chị Hai, Tú, em về nha. Bye bye chị ba. Bye bye mẹ nha. Ừ. Mẹ ơi mẹ, tí nữa mẹ nhớ gọi cho tụi con nha mẹ. Ừ mẹ biết rồi, mẹ đi nha. Bye bye. Bye. Mẹ. Thôi mọi người ăn đi. Dạ. Tú, có chuyện gì vậy con? Dạ, tự nhiên anh Phong anh báo với con là anh bỏ đi Phan Thiết rồi. Con gọi hoài không được, không biết có chuyện gì không nữa. Thôi, để con chạy qua nhà mẹ ảnh coi sao cái đã. Con đi nha mẹ. Kìa, từ từ con có chừng té bây giờ. Con nhỏ này, sinh nhật mẹ mà bỏ đi vậy đó hả? Thôi kệ nó, đang yêu nó vậy đó con. Thôi, ăn đi. Mình ăn đi. Cô còn kiếm Phong hả? Ừ, dạ. Nó mới gây lộn với cô rồi nó bỏ đi rồi. Con biết nó ở đâu không hả? Dạ, anh Phong anh nhắn tin cho con á, anh nói là anh đi Phan Thiết. Nó đi Phan Thiết. Thôi được rồi, để có gì tôi trả luôn tiền gốc cho Hằng nghe. Ừ, gốc với lãi là 60 triệu á nha. Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Con Tú nó lén vay tiền của dì Hằng nữa đó. Dì Hằng, con đã nói với dì rồi, dì đừng có cho con Tú vay tiền nữa. Dì cho nó vay thì ra Phan Thiết mà đòi, nhà con không có trả cho nó nữa đâu. Trời trời. Ê, tao nói cho mày biết nha, cái con em dại trai của mày á, mượn tiền của tao. Tao nghĩ tình lối sớm á, tao mới đi đòi má mày ha. Chứ người ta ha, là tao đã cho giang hồ đánh nó rồi biết không. Chứ ở đó mày nói ngang hả? Mày có tin không? Tao kêu giang hồ tới siết nợ liền không hả? Vì kêu giang hồ thì tao báo công an, để coi cái tội cho vay nặng lãi của dì bị xử như thế nào thì biết. Ê, ở đó mày hanh dọ tao hả? Cái con ngang ngược hả? Thôi. Ở đó mà ngang ngược hả? Thôi Dương, mẹ đã nói trả tiền cho dì Hằng thì không nói tới nói lui nữa. Đứng lại mày, con ngang ngược. Hèn chi không có thằng nào rớ tới hết à. Còn bà nữa, bà tranh thủ trả tiền sớm cho tôi nha. Được rồi, để tôi vô ngân hàng rút tiền về trả cho Hằng. Mẹ phải như con, bỏ mặt nó đi cho nó biết sợ. Đùng một cái ra Phan Thiết ở với thằng Phong, mấy tháng liền không biết về thăm gia đình. Nợ thì bắt mẹ cứ phải trả. Con cũng biết tính của con Tú mà, nó bồng bột mà lại cứng đầu. Nếu mình bỏ mặt nó nữa thì nhiều khi nó lại gây thêm chuyện nữa. Từ từ rồi mình nói với nó. Tuần này con đi công tác ở Bảo Lộc đúng không? Trên đường về sẵn tiện con ghé qua chỗ của con Tú nha. Ghé làm gì? Con nói có bao giờ nó nghe lời con đâu, chỉ thêm mất thời gian. Con ghé đi, con nói với thằng Phong ra làm sao rồi báo cho mẹ biết. Mẹ còn biết đường mà tính nữa chứ. Chị em trong nhà không à, con giận em hoài sao được. Mẹ đã nói rồi, chị em là phải biết thương yêu nhau. Dạ, không biết rồi. Ok, vậy chị chốt 500. Ngày mai chị sẽ chuyển cọc cho em. Rồi em cứ thay chị làm hợp đồng giống như những lần trước nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chị yên tâm nha. À, bây giờ chị về Sài Gòn luôn hay là đi du lịch? Đâu có, chị lên đây từ lúc 6 giờ sáng để kịp tham dự lễ hoàn thành nhà thờ Từ Đường của gia đình chị. Sẵn tiện rồi chị em mình cùng nhau đi xem dự án luôn. Dạ. Chị với ông xã chị quen nhau từ thời cấp 3. Sau đó thì cả hai cùng vào Sài Gòn để học đại học, rồi lập nghiệp luôn ở trong đó. Dạ, vậy hả chị? Giờ em mới biết luôn á. Vậy chắc là ở đây có nhiều kỷ niệm lãng mạn của anh chị lắm ha? Tất cả chỉ là những quá khứ đáng bị lãng quên thôi em. Em ở lại đây hay là về Sài Gòn luôn? Dạ, em đặt xe rồi. Em tranh thủ tạt qua Phan Thiết thăm em gái của em rồi mới về Sài Gòn. Dạ. Cuộc đời nhiều sóng gió, đừng lo có anh đây mà. Ngày dài sẽ chóng qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt, từ nay mãi về sau và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Hay lắm luôn á, em đã nói rồi, người yêu của em á không phải là tầm thường đâu mà. Hay, nhưng nếu như anh không bán đường thì vẫn là kẻ vô danh, đánh nàng ở phòng trà không ai biết đến. Trúc Liên, tôi rất là hâm mộ giọng hát của bạn. Hiện tại tôi có một sáng tác rất phù hợp với chất giọng của bạn. Không biết là... Thôi được rồi, tôi cũng nói thẳng luôn để đỡ mất thời gian đôi bên. Hiện tại thì tất cả các bài hát của tôi đều lọt vào top trending. Tôi biết. Tôi muốn giữ vững cái phong độ này. Chính vì vậy, tôi không muốn mạo hiểm sử dụng sáng tác của một nhạc sĩ không tên tuổi. Thông cảm. Sorry. Nè, không có được buồn, cũng không có được có cái suy nghĩ mà bỏ cuộc ở trong đầu. Anh phải tin vào khả năng của bản thân mình. Chỉ là bây giờ á, anh đang thiếu một chút xíu may mắn thôi, anh hiểu không? Tú ơi, em nhớ lại đi. Lúc nhà thằng Phong vào, bà Kim chê nhà mình, không cho em quen với nó. Từ khi ba nó mất, nhà nó phá sản, tự nhiên cái bà cho hai đứa quay lại với nhau. Em có thấy là mình đang bị lợi dụng không? Trời ơi, làm ơn khôn lên đây giúp tôi đi Tú. Đủ rồi đó, em mắc mệt gì lắm rồi nha. Bây giờ phải trả tiền không? Không thì tôi khiếu nại công ty đó. Thôi được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. 1 triệu nè, tôi bo với chị luôn. Thôi thôi nè, tôi là khách hàng chứ không phải là người phục vụ cậu đó mà bo. Cầm đi. Cô nói thiệt, rồi này bố, không có chơi bài bạc nữa đâu. Cô nặng nỉ nữa rồi cô. Đúng rồi anh, bây giờ chuyện cũng lỡ rồi, đừng có giận cô nữa. Thì tìm cách đó, đối phó với tụi nó đi anh. Anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt. Anh chuyển cho em mượn 300 triệu được không? 300 triệu? Cần xài gì mà nhiều dữ vậy? Tú nó mới gọi điện thoại hỏi mượn em. Lần này nó cần gấp lắm, hay là mình cho nó mượn nha anh. Bình thường nó mượn mấy triệu nó còn không thèm trả, toàn mẹ em trả không. Cho mượn 300 triệu, em bớt vậy.